Rồi, Linh Ba Búa mến chào toàn thể anh em cả nước nha, và nhất là chào tất cả anh em nông cơ nha. Thì theo thông báo của Cục An toàn Khí tượng Khí hậu thì 15 tay đây là hàng nó vô nha các bạn. Đúng 15 tay đây là container nó bắt đầu nó cho vô nha, kéo vô chắc nếu mà nó vô được thì nó khoảng 20.000 cây cắt cỏ bạn, 20.000 cây nó sẽ đổ bộ vô nha. Dưới cưa thì khoảng tầm 10.000 nữa nó đổ bộ vô á. Anh em coi chuẩn bị gom lúa gom tiền nữa nha. Thì 15 đây là hàng nó vô được rồi đó bạn. Nên là nói chung là tin này là tin nội bộ của Cục An toàn khí hậu khí tượng thông báo các bạn, 15 đây hàng vô. Thôi quên nhớ, Cục An toàn khí hậu khí tượng nó thông báo bão lũ cho ta, nó đâu thông báo hàng vô ta. Nói lộn bạn, cục là gì quên cha thôi. Nói chung là 15 tay hàng vô nha các bạn. 15 tay tháng này, bữa nay 13 rồi nè. Khoảng tầm ngày mai ngày mốt các bạn, ngày mai ngày mốt là hàng vô rồi đó. Các bạn coi chuẩn bị nạp đạn đi nha. Đó, 15 nay hàng nó vô là thì mấy hàng nhỏ nhỏ là nó vô được đó các bạn. Còn cái hàng lớn này nè thì các bạn hàng lớn này thì nó dời liên tục bạn, không cần. Nói chung hàng lớn này nhà nước không có cấm bạn, dời liên tục, muốn dời bao nhiêu cũng được các bạn. Có giấy đăng kiểm luôn, có giấy tờ đầy đủ luôn bạn, hàng lớn này nè. Còn cái hàng nhỏ mà muốn vô là không được đó bạn. Hàng nhỏ bây giờ nhà nước cấm, nhưng mà nghe thông tin của Cục An toàn Khí hậu Khí tượng thông báo là 15 nay hàng vô rồi các bạn. Tin nội bộ nha. Rồi đó, mình báo tin vui cho anh em nông cơ cả nước nữa mà trong ngóng nha. Trong ngóng cả năm tháng này không có hàng, không có hàng cắt cỏ, cưa cắt cỏ bán. Mà mùa mưa tới rồi. Nè Lâm Đồng nè các bạn nhìn nè, mưa chuẩn bị mưa rồi nè. Lâm Đồng là 6 tháng nay mưa rồi đó các bạn, chuẩn bị mưa tới rồi. Thì mình đang phụ thằng em mình nó bán máy nè. Thì bãi này là bãi thằng em mình đó các bạn. Thằng em mình tên là Nguyễn Sắt. Thì anh em mình cổ phần hùng với nhau các bạn. Tại vì biết sao, cái đồ này nó nặng vốn lắm, anh em mình cổ phần với nhau thôi. Đó. Thì mình còn đầu tư nhiều nơi lắm bạn. Nói chung Đinh Ba Búa mình đầu tư nhiều nơi lắm. Nên là hồi xưa mình đầu tư bên mảng đất đai, nhưng mà đất đai các bạn đừng có nên đầu tư các bạn, bỏ đi. Đầu tư nói chung là đất đai mà mình đầu tư rồi sau này giá đất nó nâng cao quá rồi con cháu của mình nó mua không được. Nên là cứ đầu tư cái gì mà nó sanh ra công việc, công ăn việc làm á, cho xã hội các bạn, giúp ích được xã hội là được. Còn đầu tư đất đai rồi các bạn bỏ đi nha, bỏ đi. Mấy bạn có tiền đừng đầu tư đất đai nữa chứ, bỏ đi. Rồi thôi, nói dốc đó, nói láo, nói xạo vậy thôi. Thôi chào anh em nha. Thì mình thông báo 15 đây hàng đã vô đó. Rồi chào các bạn nha. Chúc anh em nông cơ cả nước mạnh khỏe nha. Bữa giờ mình bán đồ lớn này sướng lắm các bạn, ăn nhậu mà. Làm gì đó, ăn nhậu mà. Đồ lớn này nó sướng các bạn, nó có mệt như đồ nhỏ. Đồ nhỏ làm chết mẹ luôn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha.